Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyền Tăng và xin được giới thiệu bạn dẫn của Tuyền Tăng, đó chính là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ, đẹp trai, đang lên, Châu Đăng Khoa. Vâng, chính là tôi đây, người nãy giờ mà Tuyền Tăng đang nói tới chính là tôi, không ai khác chính là tôi các bạn ơi. Nhưng còn ở đây chính là góc bình luận của chương trình ở nhà hát ca. Chương trình của chúng ta đã phát sóng vào khung giờ mới rồi, các bạn có nhớ không? Đó chính là 13:20 trên HTV9 vào chủ nhật hàng tuần. Dạ, và cứ mỗi một tuần thì ở nhà hát ca sẽ chào đón một ca sĩ khách mời mới này, cũng như là các video clip song ca giữa ca sĩ và khán giả gửi về cho chương trình. Và các bạn cũng đừng quên ghé lại tại fanpage ở nhà hát ca HTV để có thể tìm hiểu cách thức tham dự cuộc thi song ca cùng với nghệ sĩ. Và bên cạnh đó thì người thắng cuộc ở mỗi tuần cũng sẽ có cơ hội được bước vào vòng chung kết. Và điểm đặc biệt hơn nữa đó là các bạn sẽ còn có cơ hội được xuất hiện trong một chương trình hoàn toàn mới về âm nhạc trên sóng HTV. Chính vì thế những ai có đam mê với ca hát, có đam mê với âm nhạc và chờ đợi tìm kiếm một cơ hội để thể hiện bản thân mình thì hãy ghé lại tại fanpage ở nhà hát KHTV, bởi vì toàn bộ thông tin hướng dẫn để có thể có một video clip song ca xịn sò đều đã được tụi mình đăng tải đầy đủ rồi đấy nhé. Chưa bao giờ mà Khoa cảm thấy Tuyền Tăng chuyên nghiệp đến vậy luôn á mọi người, tại vì rất là thuộc bài mà đọc rất là trôi chảy, tự tin, không vấp váp và thật sự luôn á, rất là đáng ngưỡng mộ luôn, tại vì cái việc mà cầm một cái kịch bản vô cùng dài như vậy rất là khó nhớ, nhưng mọi người chỉ có những MC thực sự có thực lực thì mới có thể làm được những cái điều đó thôi. Anh mới làm gì có lỗi với em hả? Không có. Anh hứa nói là cái lỗi đó. Nói chung với mọi người là cũng không phải là bởi vì mình học thuộc lòng hay là gì quá đâu, mà cơ bản ở đây là bởi vì ở nhà hát ca cũng đã đi một cái chặng đường không quá dài nhưng mà cũng đủ để mà mình có nhiều những cái ấn tượng và cái kỷ niệm đáng nhớ cùng với nhau. Cho nên là chương trình cũng rất là mong là các bạn khán giả cũng sẽ luôn luôn yêu thương và nhớ chương trình, giống như là cách MC đã dành hết tâm huyết đúng và vậy, tình yêu thương để giới thiệu về chương trình này vậy. Vâng, và khách mời của tuần này là một gương mặt vừa quen vừa lạ, vừa mới vừa cũ. Tại sao tôi lại nói vậy? Tại vì đây là một nữ ca sĩ đã từng rất đình đám, với một cái ngoại hình cũng rất đình đám luôn. Thật sự là một đối thủ nặng ký trong các cuộc thi âm nhạc luôn. Nhưng mà bây giờ chị ấy đã thực sự có một cuộc lột xác ngoạn mục và chị ấy thật sự giống như là một cái tấm gương để cho tôi noi theo vậy đó. Đố Tuyền Tăng là ai? Thôi khỏi đố. Hả? Tuyền Tăng biết rồi đúng không? Biết rồi. Bật mí mọi người thêm nữa, đây là một người chị mà đã từng là đối thủ với tôi trong một cuộc thi. Và cuộc thi đó là cuộc thi văn nghệ giữa các trường đại học với nhau. Tôi thuộc Đại học Kinh tế, còn chị ấy thì thuộc trường Kinh tế Luật. Nói chung là học về kinh tế nhưng mà cuối cùng là con tim đã dẫn lối đi theo âm nhạc. Không làm cho mọi người đợi cho lo nữa, hay cùng với Tuyền Tăng và Châu Đăng Khoa gặp gỡ với khách mời của tuần, đó chính là ca sĩ Phương Anh Idol. Phương Anh Idol, nghệ danh gắn liền với sự nghiệp ca hát của Phương Anh kể từ khi gây ấn tượng với các khán giả tại cuộc thi Việt Nam Idol 2010. Dù lúc đó cô chỉ dừng chân tại top 10. Cũng thời điểm đó, cô được nhiều khán giả yêu mến nhờ ngoại hình bẩm mỉm, có nét giống đại chị Shiplet cùng chất giọng đầy nội lực. Hơn 10 năm đã trôi qua, Phương Anh Idol giờ đây có một sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình cũng như hoạt động đa năng hơn khi đảm nhiệm nhiều vai trò sản xuất âm nhạc khác nhau bên cạnh ca hát. Không gian sao như tháng tuôn, muốn có người dịu dàng bằng tay vuốt ve gió dài. Phương Anh Idol của chúng ta liệu có còn những thay đổi ngoạn mục nào nữa không? Hãy cùng gặp gỡ với khách mời của tuần nhé. Trời, xin chào Châu Đăng Khoa và Tuyền Tăng. Tăng gì đó hả? Tăng. Lâu lắm, giống như là lâu lắm chị mới lại tiếp cận với thế giới loài người đúng không? Với ánh sáng văn minh đô thị đúng không? Thấy chị rất hào hứng vô cùng luôn, năng lượng nữa. Đúng, em là một người rất là khá là tinh tế. Dạ, người tinh tế tại vì Khoa nhớ là cái lần cuối cùng mà Khoa gặp mặt chị Phương Anh ở ngoài đời là cách đây cũng mấy năm rồi. Hôm đó là hai chị em đi chấm thi một chương trình âm nhạc. Là lâu lắm luôn đồ đó chị. Lâu cái đó chắc là cũng phải là 4-5 năm rồi đó. Từ cái lúc chưa có bồ á. À, tưởng là từ lúc chưa được đẹp trai. Nhưng mà bây giờ cũng chưa luôn nha. Đúng. Chị đang giật mình vì cái câu có bồ của em. Đó, đó. Em nói lộn, nhưng bây giờ em cũng chưa luôn mà em quên mất. Còn chị thì sao? Thì người ta nói rồi, trên đời trời cho cái này thì phải lấy cái khác. Hai chị em tụi mình đó thì đẹp như nhau nên thì chắc chị phải ế. Đồng cảm. Nên là chị cũng đang ế luôn. Nhỏ à. Tuyền nó không hiểu được đâu chị, tại những người đẹp thiệt mới hiểu, đúng không? Ủa Tuyền em có người yêu rồi hả?
đáng lý ra là em cũng phải ế như anh chị chứ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. À, dạ, cái chuyện nhạy cảm đó em cũng đã cố gắng né sang một bên. Cô tỏ ra là mình ổn, những sâu bên trong nước mắt là biển rộng. À, bởi vì ở trên sóng truyền hình em cũng nhắc em ế khá là nhiều rồi. Em không muốn tự mình chọc thẳng vào nỗi đau của mình nữa. Nhưng mà cảm ơn chị đã khơi dậy. Đâu riết nó quen không gì hết trơn á ha. Rồi, như mọi người cũng thấy cái phần cập nhật đầu tiên giữa Tiền Tăng Châu Đăng Khoa cùng với khách mời là chị Phương Anh Idol thì cả ba chúng tôi đều đang ế. Dạ, đó là chuyện tình cảm cá nhân. Thì cũng sẵn nói luôn rồi, để các đối tượng mà chúng tôi đang tâm tia và những đối tượng đang tâm tia chúng tôi thì hãy mạnh dạn lên vì cơ hội không có nhiều đâu. Rồi, thì chúng ta quay trở lại với tinh thần chính của chương trình. Yeah. Vẫn là âm nhạc. Yes. Anh Châu Đăng Khoa đó là cũng mấy năm rồi mới gặp lại chị Phương Anh Idol đúng không? Chắc là cũng đủ một cái khoảng thời gian để mình bắt đầu cập nhật. Là anh nhau. Quên mất cái mặt chị luôn sao? Quên mất tiêu luôn, đó là lâu lâu hả chị mới vô chị like được Facebook mình cái, lâu lâu rồi inbox hỏi được một câu à. Kiểu vậy chị vô tâm hờn với mình lắm. À, cho nên là bây giờ mình kết nối lại với nhau nè. Sao chị? Không phải đâu, biết sao không Tuyền, thật ra là chị muốn vô Facebook của Kho á, mà hay đăng hình đó. Mà cái thằng này nó ác lắm. Em cứ để ý là ví dụ như nửa đêm nha, cái cỡ tầm mà 12 giờ, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, nó sẽ đăng hình một đống đồ ăn ngon lên, xong rồi nó ghi mời mời. Nhớ hoài thôi. Mà chúng là mấy đứa mà đang giảm cân á, em hiểu không? Rất là ác luôn á, nghĩ cái câu mà đồ ăn ngon mà còn mời mời nửa đêm. Không, vậy là chứng tỏ có theo dõi Facebook Facebook em rất là xúc động luôn á chị. Trời ơi. Yeah. Nhưng mà ác đúng không chị? Em rất là công nhận là chuyên gia đăng những cái tấm hình giết người không dao đó. Thực ra thì cái giây phút đó là cái giây phút mà em không muốn đói bụng cô đơn một mình đó, nên em muốn chia sẻ lan tỏa cái năng lực đói bụng đó ra cho mọi người. Tại vì cái đêm là thời gian mà em làm nhạc rồi làm việc rất là nhiều, nhưng mà vì sợ mập nên là không dám ăn, chỉ dám nhìn cái hình rồi hửi nó một cái rồi làm việc tiếp. Nên là em rất ngưỡng mộ chị luôn á. Có thể nào mà chị chia sẻ cho tụi em một chút bí quyết về cái việc làm sao để có thể trở thành thanh mạnh như thế này? Bí quyết của họ chắc có lẽ là do cái bí quyết thì cái mục đích nó có nhiều lắm, nhưng mà cái mục đích đầu tiên nó vẫn nằm ở trong cái vế mà đầu tiên mà khi mà chúng mình bàn với nhau đó là do ế em. Ê khoan, từ từ, cái gì là do ế cho nên là quyết định thay đổi để đúng mà rồi. Hết ế đúng không? Đúng rồi, do ngày xưa là chỉ có một cái suy nghĩ khá là đơn giản, đó là chẳng qua là do mình mập quá thôi. Nên là mình mới không có người yêu. Nhưng mà sau khi chị ốm xong rồi thì chị vẫn phát hiện là chị vẫn không có người yêu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mà Tiền Tăng cực kỳ hào hứng mỗi tuần, bởi vì mình luôn luôn có cơ hội được sáng tạo và thử nghiệm trên MC Nam cũng như là khách mời các trò chơi mà mình nghĩ ra. Bây giờ sẽ là một trò chơi dành cho hai khách mời của chúng ta như sau. Tiền Tăng sẽ lần lượt đưa ra hình ảnh của các nghệ sĩ trong showbiz Việt. Tuy nhiên không phải là hình ảnh full HD toàn bộ, mà sẽ là một góc bộ phận trên gương mặt của họ mà thôi. Và nhiệm vụ của chị Phương Anh lẫn anh Châu Đăng Khoa đó là sẽ đoán ra được xem bộ phận đó đang nói đến nhân vật nào của showbiz Việt chúng ta. Và nếu như ai có câu trả lời trước thì mình sẽ giành quyền bằng cách giơ tay. Bởi vì hôm nay là không có chị Phương Anh ở ngay trực tiếp tại studio của ở nhà hát ca, cho nên là sẽ có vũ trụ của chương trình sẽ gửi hình ảnh qua cho chị Phương Anh tại thời điểm mà Tuyền Tăng đưa hình ảnh đó cho anh Châu Đăng Khoa cùng xem. Cho nên là mọi người cứ an tâm về cái độ gọi là công bằng của chương trình nhé. Phương nghĩ là ra khi mà tham gia cái trò chơi kiểu như này thì em nghĩ là em sẽ thua chắc rồi đó chị Phương Anh ơi. Anh nghĩ là anh sẽ thua chắc. Em sai rồi. Thiệt. Em sai rồi. Chị mới là người không nhớ một cái gì nè. Không, tại vì là em, tuy là em đã làm việc với lại gần như là đến 80% nghệ sĩ của Việt Nam rồi. Tuy nhiên khi mà làm việc chung với em họ toàn để mặt mộc không à. Không có giống hình trên Facebook lắm nha. Nên là thực sự rất là khó để nhận ra. Mà bây giờ những cái app nó quá ảo diệu quá đó chị, em không nhớ được đâu. Thực sự em sẽ thua trò chơi này mất. Chị cũng đang để mặt mộc nè. Chị cũng đang để mặt mộc nè, chị quánh các cái son cái đó. Nên là thấy nãy giờ ngồi xa không, cách xa 10 mét chứ đâu có dám lại gần cái màn hình đâu, trời ơi. Nhưng mà ví dụ anh gặp em ở ngoài đời mà để mặt mộc ra anh đâu nhận ra, đâu giống trên Facebook đâu. Dạ mình tập trung vào chương trình của mình được không ạ? Ok. Rồi. Tiêu rồi, cái gì là ác lắm luôn á. Cái trò chơi này là chia sẻ tình đoàn kết anh em á, không nhận ra là anh em nó nghỉ chơi với mình nữa. Yeah. Rồi, bây giờ thì không than vãn nữa, cứ tiến tới thôi. Bây giờ thì xin mời vũ trụ ở nhà hát ca sẽ sẵn sàng nhé. Tuyền sẽ lấy vũ khí ra. 3 2 1 Chù chà ơi. Nhìn miệng quen quen. Ê thần tượng quá. Đi rồi, đây là chính là idol của Khoa nha mọi người ơi. Đây chính là chị Nguyễn Minh Hằng ạ. À. Chị Nguyễn Minh Hằng có nghĩa là chị Min đó. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh tiếp theo. Nam hả? Ê, em biết luôn. Ủa, em biết luôn.
Đây chính là nghệ sĩ Nguyễn Phúc Thạch, hay còn gọi là anh Only C. Và câu trả lời vừa rồi của anh Châu Đăng Khoa là một câu trả lời không sai. Không chính. À không sai hả? Oh yeah, chính xác. Ê, em 2-0 nữa nha, chị thua em á. 2-0 rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến quá. Với hình ảnh thứ 3. Chị đoán đi, chị đoán liền. Hòa Minzy. Và đáp án của chúng ta đó chính là Hòa Minzy. Thưa quý vị, chỉ còn đúng một hình ảnh nữa thôi. Và hình ảnh này sẽ quyết định: một là đồng điểm, hai là thắng luôn. Và okay, người thắng sẽ thuộc về cho Đăng Khoa. Yes. Không, cho chị thua cuộc đi. Không được, chị làm như vậy là em không có chiến thắng vẻ vang được. Chị đừng làm vậy nha. Mình là chiến binh, mình... Chị nói mình là chiến binh, mình phải chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng. Để làm gì? Để không bị bẻ mặt thôi chị nha. Không, chị thấy hình được em ơi, chị đó không có ra. Ôi chết rồi, em cũng vậy nha. Ai mà mặt ốm quá, người này chắc ốm quá hả? Chà. Có hit không nha, phim thắng lớn. Không, thật sự em nhìn cái hình này chỉ trong đầu em chỉ nghĩ tới một người. Ủa? Thôi, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Không, cái này phải chia sẻ thật sự luôn, là nhìn cái nét miệng nè, rất là, mọi người so thử đi, thử chương trình mình về ghép cái tấm của nghệ sĩ Vũ Linh lên và cái bức hình đi, cái miệng y chang nhau luôn, nên là với lại là cái độ trắng của kem nền rất là giống nhau, nên là Khoa mạnh dạn đáng đây là nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Bất chấp tôi đưa ra những gợi ý từ nãy đến giờ thì Châu Đăng Khoa vẫn chọn rất đa năng luôn. Rồi, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Thật sự không thể nào tôi đoán ra được cái hình này. Chị Phương Anh, chị nghĩ đó là ai? Ai hả? Chị ơi, đừng search Google nữa ạ. Hết giờ ạ. Không, chị đang nhìn hình. Đang nhìn hình. À, ok ạ. Rồi, hết giờ. Như vậy là chị Phương Anh idol không có đáp án. Châu Đăng Khoa vẫn giữ nguyên đáp án là nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh. Và chắc chắn rồi, đáp án lần này sẽ khiến cả hai vô cùng bất ngờ. Trịnh Thăng Bình. Ủa, sao đôi môi này không giống luôn á? Thiệt luôn hả? Thưa quý vị, để chứng minh là chúng tôi không hề có sử dụng Photoshop, chúng tôi xin được đưa về hình ảnh gốc của nam ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất Trịnh Thăng Bình. Trời đất ơi, vậy là cái hình này ảnh tự Photoshop rồi, chứ không thể nào mà như vậy rồi. Được. Và chúng ta cũng đã chính thức khép lại phần trò chơi cùng với anh Châu Đăng Khoa và khách mời rồi, chứ không phải là một cái nơi để chúng ta tranh thủ để nói xấu cũng như là vạch mặt đồng nghiệp nha. Thua rồi, phạt chị đi, phạt đi, năn nỉ á, phạt cái mặt. Phạt chị trong cái chuối hát nè. Thương chị mình quá. Thôi mình đến phần chính của hơn ngày hôm nay đây nè. Dạ thôi, thì nó cũng là một cái phần để chúng ta thư giãn và kết nối với nhau nhiều hơn. Tại ở nhà hát ca thì còn cái câu chuyện mà đoán hay là không đoán ra được những người bạn đồng nghiệp của mình, thì đó là cái hậu quả mọi người tự giải quyết về sau. Chương trình không có trách nhiệm, trách nhiệm của chương trình kết thúc ngay tại cái phần game này rồi. Và bây giờ đây thì cũng chỉ còn một chút xíu thời gian nữa thôi để chúng ta dành cho các cái tiết mục song ca của tuần. Cho nên là chị Phương Anh ơi, chị có điều gì muốn nhắn gửi đến cho các bạn khán giả đã gửi clip về dự thi cùng với mình trong tuần rồi không ạ? Công nhận là tất cả các bạn bây giờ vừa xinh đẹp mà vừa hát hay nữa, nên là hơi bị hồi hộp lo lắng luôn á. Hát chung với mấy bạn mình sợ muốn chết luôn vậy á. Và hết rồi á. Không có gì để tại nói vì cái cảm xúc đôi khi dâng tràn quá, mình không kiếm được cái từ ngữ nào để nói đó. Đúng. Thực sự là khi mà em xem được những cái tiết mục đó, em cũng phải thốt lên như vậy, y chang vậy đó. Hết rồi. Bây giờ thì Tiền Đăng xin phép được mời anh Châu Đăng Khoa cũng như là chị Phương Anh và tất cả các khán giả của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những màn song ca ấn tượng trong tuần vừa rồi. Và cũng xin phép được thay mặt cho ở nhà hát ca cảm ơn và chị đã nhận lời tham gia chương trình. Chúc chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe và có nhiều dự án đáng nhớ hơn nữa cùng với âm nhạc nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Bye bye, bye chị. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mà giấc buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài. Để mình ta với con tim khô cằn xa vắng. Lặng lẽ đêm
nơi mùa đông mà xin hãy lặng tiết rơi để em biết em cần anh. Ngày thời gian đã xin hãy ngừng trôi tay để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh theo khát một giấc mơ anh đã. Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thân lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm hôm nay bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu dần mơ lần nữa? Ngày mùa đông mưa xin hãy lặng tiếc rơi để trắng lối em anh về. Ngày mùa đông mưa xin hãy lặng tiếc rơi để em biết em cần anh. Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai, chẳng cần biết nơi này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không. Đăng Khoa xin mời tất cả các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá top 2 video clip song ca cùng với ca sĩ Phương Anh Idol nhận được nhiều lượt like và share nhất trên fanpage ở nhà hát ca HTV. Chuẩn bị phá bông, chúc mừng vô. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi, chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay đang bàn tay, bờ vai bên bờ vai không. Rồi ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi.
chẳng xa cách đâu. Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai, chẳng cần biết nơi này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không. Và cùng chơi với nhau chẳng hề lo ngày mai sau thế nào. Và ta là những đứa trẻ dám chơi, giờ ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi. Từ nay ta có nhau chẳng hề lo chẳng xa cách. Rất xứng đáng, rất xứng đáng nha. Yeah, hai bạn này thật sự là có cái lượt like và bình chọn vượt trội luôn á. Đúng rồi. Tôi có thể chắc chắn được là từ những số đầu tiên cho tới bây giờ thì những cái nhân tố mà đạt giải do ban tổ chức bình chọn gần như là tôi luôn luôn đoán đúng đến 90%. Dạ, thường thì anh nói, anh hay nói mạnh miệng như vậy thôi, chứ mà anh cũng đang rất là đánh lô tô ở trong lòng mọi người, bởi vì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết nhân vật còn lại được giải ban tổ chức bình chọn là ai. Hãy cùng chờ xem liệu anh Châu Đăng Khoa có đoán đúng nữa hay không nhé. Xin mời kết quả của chúng ta. Tập quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm đêm có hay mà rất buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hai đêm giờ vẫn mãi đêm xa để mình ta với con tim khó khăn xa. Trời ơi, không thể tin được. Đã nói rồi mà,
chỉ cần thêm một số nữa thôi thì cái tỷ lệ chiến thắng của tôi là trở lên thành 95% nha. Dạ. Yeah. Và thêm một số nữa thôi là thành 100% đó. Một lần nữa thì Tuyền Tăng và Châu Đăng Khoa thật sự cảm ơn các bạn khán giả đã gửi video clip song ca cùng với ca sĩ Phương Anh cho tụi mình trong tuần vừa rồi. Ừ. Và cũng xin được chúc mừng cho top 3 ấn tượng nhất. Và các bạn cũng đừng quên là hãy tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị cho cuộc chiến vào đêm chung kết nữa nha. Vâng, và các bạn cũng đừng quên giờ phát sóng của chương trình ở Nhà Hát Ca của chúng ta, đó chính là 13:20 nha các bạn. Vẫn là trên HTV9 và vào Chủ nhật hàng tuần. Tuyền Tăng và anh Châu Đăng Khoa rất cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã ủng hộ chương trình. Và chúng ta hãy tiếp tục gặp nhau vào Chủ nhật tuần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.